Của mình xem thời sự này. Giờ của mình tiếp cận với lại thế giới bên đây đòi smartphone nữa. Không phải áo vô. Trời ơi. Đang thui thui cái cổ xong đang kênh. Cạo ra rồi. Ở châu Phi đó ông ơi. Đấy, sạch đấy, sạch ra. Hả? Đấy, sạch ra, có gai vậy. Không có gai vậy hả? Nó gai, nó chua chua á. Gà bên đây có mẻ thả ra nữa không? Không sạch, nhọc xua á. Quý vị thấy gì mình này? À, rồi, làm cục khoa, con tivi. Dì Minh gần đây gì có xài cái gì không mà da gì đẹp quá dì Minh? Cái xài sữa tắm là gì không? Không. Không à? Sữa nhiều, sữa người uống sữa nhiều da đẹp. Sao? Sữa người uống sữa nhiều á, nước da đẹp. À, sữa uống sữa nhiều nước da đẹp à? Da mịn màng đẹp lộc á. À. Thường ông bán sữa chợ sữa về uống á. À. Sữa ông lạnh sữa về uống, sữa nóng. À. Cho uống sữa nhiều lắm, được nhà rồi. Uống sữa nhớ ăn cỡ bằng nước. Ừ. Uống sữa thôi là phải bột sữa uống. Sao? Lên phong hả? Nó hỏi chứ không phải đám cưới. Nó hỏi rồi. Hả? Có rồi chứ. Không, đám cưới cái thôi chứ. Mình được cái nội chuyện gia đình đó. Ngay có hàng nội chuyện đám cưới nó phong. À. Đấy mà bữa nói gì nói Phong nó đi tu mà bữa nay Phong á. Nó lỗi là bữa trước chơi với con nhỏ con nội. À. Con tuổi trẻ đi tu. Phong à. Ừ, mà bữa đây Phong có vợ rồi. Vợ rồi, bữa lần lên con vợ chứ con hồi nào con nhỏ con nội. Tu ra chứ bữa ai ê gì cái áo này của gì của ai vậy? À, mua ngoài gì tẩy đây? Dạ. Mua ngoài gì đây? À. Gì bán áo của ngoài. Dạ. Buổi tối gì mặc hai cái vậy đó hả? Nhớ là lành lắm chứ. À. Nhớ mấy ai mà ngồi cái lành. Nghe giờ. Mình thấy là gì hôm nay là tới nào mà em xem à? Hả? Hiền ở nhà thì có xem không? Xem quái tụm một quái hết á. Ngồi dân quái mãi. À, quái mãi à? Ừ. Quái rồi nhạc quái nhạc luôn đó. À, nóng rồi sao mặc áo không? Không, nóng có quạt, có quạt đấy á. Bữa nay có đi làm không? Có. Làm ngày hôm nay được mấy tiền? Cho 50 trăm. 50 trăm à? 50 trăm. Làm để dành để làm gì? Đám cưới đó hả? Hả? Đám cưới. Để dành đám cưới à? Huyền có... Anh có vợ không? Bữa nay làm gì? Bữa nay làm sẽ có tiền đô rồi đó. Làm gì? Làm tụng chả cọ đồ đó, đất đồ đó, cắm ngang chó cũng được, ăn cơm, để lại nhau. Giải cỏ hả? Giải cỏ, bớt tụt bớt trưa là chợ về. À, giải cỏ sao? Mà giải cỏ gì? Cỏ đậu hay là cỏ gì? Cỏ gì nữa. À. Lại bớt trưa họ chợ về. À. Có ăn trưa luôn ngày 100 ngàn à? Trưa ngày 100 ngàn. À. Ngày 100 làm họ xúc đất trồng 200. Còn xúc đất 200 mà vậy cỏ 100 ngàn. Sẽ cỏ 50. Vậy cỏ 50 à? Sẽ cỏ 50. Đang phun chuối hết.
Anh có hả? À? Đưa bao nhiêu lái bấy nhiêu à? À. Làm chứ không được xin như xưa nghe chưa? Làm của tiếng ẩn kìa. Mà trước hồi nãy có đi xin không? Bữa nay không làm xong có tiền lên ra chợ ăn mua bún ăn. À. Mua bún ăn mà thổi chứ. Hỏi xin. Mua bún ăn không làm có tiền nào. Bữa nay có làm được rồi. À. Kiếm chứ làm nãy. Kêu gì làm nãy mà ngày nào không có việc hay sao? Ngày nào có việc. À. Bữa nào dẫn cô nhỏ đi làm với. Con nhỏ đang học nghề đúng của anh bên hẳn học rồi. Mùi cắn à? Nóng quá sao mặc áo quá. Có anh có vợ nữa. Hả? Có anh có vợ nữa. À, có vợ rồi. Ừ. Máy chơi. Không phải chợ mà đi sao? Bằng áo đô. Còn ô trận đúng á. À. Ô trận. Ô trận cái bữa trước đó. Vừa à. Khoảng cái bữa đó. Mà đi. Rồi mù đi thôi. À. Ủa mưa quá còn cả gạo đúng không? Lấy áo hả? Làm gì nhờ? Mấy tay à? Phim là gì? Phim gì á? Mấy giờ coi 10 giờ ngủ rồi mấy giờ? 8 giờ rưỡi à? Giờ 9 giờ rưỡi rồi mà giờ 8 giờ rưỡi vậy. Nè mai mua cho dì cái đồng hồ nghe. Dì biết coi đồng hồ không? Hả? Đi mua đồng hồ thôi. Ừ. Trỏi ra thế. Hả? Trỏi kìa. Ngoài trỏi. Ai? Ừ. Vui trỏi. Ở đó đó đó. À, trói à? Đấy đây. À. Rồi mới coi. À. Họ đồng phim nữa. Hả? Họ đồng phim nữa. Họ đóng phim mà gì? Cái này thiệt chứ đóng phim đâu. Vì mình coi phim nó nhập tâm quá gì mình ơi. Coi hỏi không nói luôn rồi. Phim hay không vậy? Dạ. Yeah. Dở hả? Đóng dở quá hả? Gì? Hai mẹ con coi phim gì nó tưởng chuyện thương mại không? Hả? Nấu cơm là được ăn. Sao? Còn nấu cơm là được ăn. À, có mẹ nấu cơm nấu nước ăn gì? Ừ. À. Có vậy đấy. Nấu máy đi. Hả? Máy đi. Làm về hỏa. Hả? Với làm hỏa. Không chắc được dưa. Dưa chân bả. Hai mẹ con phim rồi. Thôi về nghe. Máy đi. Chủ đô về đó. Hả? Chủ đô về đó. Như là một điều mà phải hiểu ngươi chứ. À, thưa chủ, thưa chủ về. Thưa chủ. Thưa chú à. Dì Mánh bữa nào vô nhà con chơi nghe. Hả? Bữa nào vô chơi bữa mà. Con thi xe gì vô luôn hả? Nha. Mai đây đi. Hả? Trời ơi. Hả? Hai đứa đi đẹp để mà nha. À. Hai đứa đi đẹp để mà nha. Để má ở nhà hả? Đẹp đi. Tới nhờ? Đẹp đi. Bữa đi rồi làm ăn hơn quên đi mất. Bữa nay làm ăn rồi đi vô hả? Bữa nay vô chơi với nhà con mà nay cũng rảnh mà. Không kể vô chơi đi cũng có. Ờ làm hả? Mày đi làm 700 ngàn hả? Em bởi nghi cũng có gì phải vô nhà hạ chơi. Hả? Chưa hỏi không em vô nhà.
Lại tiền của họ rồi mà 700 ngàn rồi, để tiền không có ai đấy. Lấy tiền trước rồi mà chưa đi làm cho họ. Lấy tiền trước rồi luôn. Đâu nó lấy đâu mà lấy. Lấy tiền trước hả? Để cái ô kêu đây này. Đi làm lấy tiền rồi. Lấy chưa, lấy chưa, lấy chưa. Lấy tiền trước rồi, để cái ô đỡ ra bằng này đó, bằng chục năm đó. Chưa làm ngay 7 ngày nữa. Chưa làm, chưa làm. Để tiền rồi, lấy của họ rồi, họ đập chứ. Mày quay con chơi đi nha. Đẹp ha. Đấy nhở. Hồi hộp quá, phim hồi hộp quá. Thôi để gì mà coi phim đi. Con về nghe. Nhớ là ở nhà phải nấu cơm rồi dọn dẹp sạch sẽ hay gì. Chứ con lần này ra mà không thấy mà dơ dơ nữa là thôi chắc đi lại, chứ còn ở nhà thế này không được. Sạch sẽ ha. Thường thường là nhờ con mấy giờ ngủ? Dạ, cười hơn. Là 11 giờ. Làm gì ghê vậy? Dạ, đang có phim. Mày có phim 11 dạ. giờ? Mày coi cho việc. Cái việc coi được á. Ai gọi là điện thoại coi của mày coi hết. Lấy điện thoại coi luôn. Dạ. Dữ vậy hả? Dạ. Mở quay chặt. Tắt điện à. Tắt điện đó. Tiết kiệm điện quá mày. Dạ. Tắt điện là vậy? Tiết kiệm điện hả? Hả? Đúng rồi. Thôi, cái này nghe.